Trong giao dịch chứng khoán hay Forex, tìm ra cấu trúc thị trường rất quan trọng đối với cả nhà đầu tư vì nó có thể tiết lộ các điểm đảo chiều tiềm năng của xu hướng hiện tại cũng như bức tranh thị trường tổng thể. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đọc biểu đồ như một chuyên gia. Chúng tôi sẽ giải thích các khái niệm cơ bản và nâng cao về cách đọc cấu trúc thị trường và tìm hướng đi của nó. Vì vậy, nếu đó là điều bạn quan tâm, vui lòng nhấn nút thích để thể hiện sự ủng hộ của bạn và đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Trước khi bắt đầu, cấu trúc thị trường là gì? Khi chúng ta nói về cấu trúc thị trường, chúng ta nói về sự biến động giá cao và thấp, gọi là siêng ha và siêng lâu, điểm cao nhất thấp nhất mà thị trường đã cho thấy phản ứng trước đó. Chúng tôi coi tất cả các điểm này là một phần của cấu trúc thị trường và đây là coi như bộ xương sống của chuyển động. Hãy để tôi chỉ cho bạn một số khái niệm cơ bản về cấu trúc thị trường. Như bạn biết, trong một xu hướng tăng lý tưởng, thị trường liên tục tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Mỗi khi thị trường phá vỡ đỉnh cao hơn theo hướng đi lên mà chúng ta gọi đó là sự phá vỡ cấu trúc, và nó cho thấy rằng thị trường muốn tiếp tục theo hướng tăng tương tự. Mặt khác, nếu thị trường phá vỡ mức thấp cao hơn về mức giảm, chúng tôi gọi đó là sự thay đổi về tính cách và nó báo hiệu một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra. Vì vậy, đây là một điểm mấu chốt. Sự phá vỡ cấu trúc là hợp lệ ngay cả khi thị trường quét qua điểm cao nhất trước đó và vùng cầu mà nó tạo ra phía dưới là cơ hội giao dịch đối với tôi. Nhưng đối với sự thay đổi đặc tính, nó phải đi xuống và đóng cửa dưới mức thấp nhất để xác nhận sự thay đổi xu hướng. Ngược lại, nếu không đóng lên dưới mức thấp nhất, tôi sẽ xem xét thị trường này vẫn tăng. Tuy nhiên, thị trường hầu như không chuyển động rõ ràng. Vì vậy, đây là câu hỏi trong số những lần phá vỡ này là hợp lệ và được coi là sự thay đổi đặc tính chất xu hướng chưa? Để trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta phải xác định các mức dao động thấp nhất. Trong kịch bản tăng giá, điểm thấp nhất giữa hai lần liên tiếp tạo mức cao nhất được xác định tương ứng là mức thấp nhất. Ở đây chúng ta có hai mức cao liên tiếp, nên điểm thấp nhất giữa hai mức này là mức thấp nhất của chúng ta. Miễn là giá vẫn ở trên mức này, nó thể hiện một thị trường tăng giá và chúng ta sẽ chỉ tìm kiếm cơ hội mua lúc này. Và giá hợp lý thay đổi tính chất, chúng ta cần có một cây nến phá vỡ và đóng cửa bên dưới. Ở đây chúng ta có một sự phá vỡ cấu trúc khác bằng động thái này. Để điểm thấp nhất giữa hai mức cao liên tiếp được xác định là mức dao động thấp, một lần nữa hai mức cao liên tiếp khác và mức dao động thấp mà chúng ta có. Hãy nhớ rằng khái niệm tương tự áp dụng cho kịch bản giảm giá. Bây giờ, có một câu hỏi khác, khi chúng ta có thể tự tin nói rằng một sự thay đổi về tính chất sẽ đảo ngược xu hướng. Để trả lời câu hỏi này, bạn cần hiểu bản chất của thị trường. Hãy tưởng tượng, chúng ta có một điều hiển nhiên xu hướng tăng trong khung thời gian 4 giờ với một loạt các động thái thúc đẩy và điều chỉnh. Thị trường liên tục tạo ra các đỉnh mới cao hơn và tôn trọng các đáy cao hơn. Nếu bạn phóng to khung thời gian 1 giờ, bạn sẽ nhận thấy rằng sóng xung kéo dài 4 giờ này bao gồm sóng xung và sóng xung, các động thái điều chỉnh tôn trọng các mức thấp cao hơn trong kịch bản hoàn hảo. Nhưng trong kịch bản không hoàn hảo, giá sẽ tạo ra các đột phá giả trước khi đẩy xu hướng tăng lên để tạo ra các mức cao, cao hơn mức cao trước đó. Khi nhà giao dịch nhìn thấy các mức giả này, họ nghĩ rằng giá sẽ đảo chiều và họ thiếu nguồn cung. Hãy khoanh vùng và dừng lại, để nếu bạn có kiến thức chuyên sâu về cấu trúc thị trường, bạn sẽ nhận ra rằng vì khung thời gian cao hơn là xu hướng tăng, nên bạn sẽ tìm thấy một khối lệnh và đi theo xu hướng của khung thời gian lớn nhất. Vì vậy, đây là điểm quan trọng về các khu vực giao dịch tốt nhất, trong đó khung thời gian thấp hơn và khung thời gian cao hơn có cùng hướng. Ở đây trên biểu đồ 1 phút, đây là những chuyển động tăng mạnh và điều chỉnh mà chúng ta thấy. Nhưng nếu chúng ta thu nhỏ đến 5 phút, chúng ta chỉ thấy những chuyển động này. Nên trong các khu vực mà 1 phút và 5 phút giao dịch theo cùng một hướng sẽ có ý nghĩa hơn. Khi chúng tôi giải thích một số khái niệm cơ bản về cấu trúc thị trường, hãy chuyển sang giai đoạn nâng cao. Nhưng trước khi chúng tôi tiếp tục, nếu bạn thích video này, vui lòng thích và đăng ký kênh, tạo động lực cho tôi làm thêm nhiều video như thế này. Đồng thời bình luận bên dưới và cho chúng tôi biết bạn muốn chúng tôi đề cập đến những chủ đề nào trong tương lai, vì chúng tôi luôn xem xét chúng để quyết định xem video nào sẽ làm tiếp theo. Khi thảo luận về các khái niệm tiền thông minh, cấu trúc thị trường chủ yếu là về người nắm quyền kiểm soát cung hoặc cầu. Nhưng điểm mấu chốt là vùng cung và cầu hợp lệ có 3 tiêu chí, nên việc giảm thiểu hoặc phá vỡ các mức hợp lệ này cho phép chúng ta xác định xu hướng thị trường. Trước tiên, tiêu chí của một vùng hợp lệ là nó phải có sự mất cân bằng, hay mất cân đối đơn giản có nghĩa là thiếu tỷ trọng giữa người mua và người bán gây ra biến động lớn trên thị trường. Đặc điểm thứ hai của vùng hợp lệ là nó phải phá vỡ cấu trúc hoặc thay đổi đặc tính của vùng đó. Đặc điểm thứ ba là nó phải là vùng cung và cầu không được giảm thiểu, chỉ được sử dụng một lần, nên những vùng đã được giảm nhẹ trước đó không còn được coi là vùng hợp lệ. Đối với chúng tôi, nếu vùng quan tâm thiếu một trong các tiêu chí này, thì vùng đó sẽ không được coi là vùng cung hợp lệ hoặc
vùng cầu hợp lệ. Bây giờ hãy để tôi chỉ cho bạn một số mô hình cấu trúc thị trường phổ biến và cách chúng tôi tiếp cận chúng khi chúng xuất hiện trên biểu đồ. Mô hình đầu tiên được gọi là vai đầu vai. Mô hình này xảy ra ở cuối xu hướng khi chúng cạn kiệt dẫn đến thay đổi hướng. Chúng tôi có vùng cầu hợp lệ với cấu trúc chia nhỏ và mất cân bằng. Thị trường giảm thiếu mức này nhưng không tạo được mức cao trước đó, cho thấy giá có sự mất đà. Điều này cuối cùng dẫn đến thay đổi đặc điểm và để lại cơ hội giao dịch hoàn hảo, nên chúng tôi bán khống một khi giá chạm vào vùng cung và chúng tôi nhắm mục tiêu. Mức cầu không giảm tiếp theo, chúng tôi có xu hướng tăng rõ ràng cho đến khi thị trường đạt đến vùng cầu hợp lệ này đã tạo ra sự mất cân bằng và phá vỡ cấu trúc. Thị trường giảm thiểu mức này nhưng tạo được mức cao mới trước đó đã tạo ra, nên đây là một sự thay đổi tính chất quan trọng và để lại một vùng cung hoàn hảo. Nên ở đây chúng ta có thể bán không liêu giá, chạm đến khối lệnh này và mục tiêu dài hạn của chúng ta sẽ là vùng cầu không được giảm thiểu tiếp theo ở phía trước. Tiếp theo chúng ta có một mô hình lấy thanh khoản phổ biến. Mô hình này xảy ra khi hầu hết các nhà giao dịch coi giao dịch giả là một sự thay đổi về tính chất và thị trường tiếp tục đẩy theo hướng tương tự khi nó đạt đến vùng cung hoặc cầu hợp lệ. Ở đây chúng ta có một điểm dừng hợp lệ về cấu trúc nhưng không mất cân đối. Nhưng nhìn sang bên trái, chúng ta có một vùng nhu cầu hoàn hảo không được giảm thiểu với sự phá vỡ cấu trúc và mất cân bằng. Nên nếu thị trường vượt qua mức này, chúng tôi sẽ không coi đó là một sự thay đổi về tính chất và thay vào đó chúng tôi tìm kiếm cơ hội mua trong vùng cầu. Đây biểu đồ này chúng ta có các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn liên tục. Mặc dù mức cầu này đã phá vỡ cấu trúc theo hướng đi lên nhưng nó không tạo ra sự mất cân bằng, nên đây không phải là vùng cầu hợp lệ. Mặt khác, khi nhìn sang trái, chúng ta có thể phát hiện ra sự mất cân bằng tạo ra mức cầu cực cao, nên sự thay đổi đặc điểm này không hợp lệ đối với chúng tôi và động thái này có cơ hội lớn thu hút thanh khoản. Vì vậy chúng tôi sẽ đặt lệnh mua của mình với mức chênh lệch trên khối đặt hàng và nhắm mục tiêu cấp độ tiếp theo của cấu trúc thị trường. Hãy nhớ rằng các thiết lập này có tỷ lệ rồi do trên phần thưởng lớn, và ngay cả khi tỷ lệ thắng thấp hơn thậm chí 50% thì cuối cùng bạn vẫn sẽ có lãi, nhưng bạn nên tiết kiệm một số lợi nhuận nếu cuối cùng bạn bị thua lỗ. Vậy nên các bạn hãy thực hành các khái niệm này trên biểu đồ của mình và tôi hy vọng nó sẽ cải thiện khả năng phân tích của bạn về cấu trúc thị trường. Tôi hy vọng video này có một số giá trị cho bạn. Nếu có, vui lòng thích video này và đăng ký nếu bạn chưa xem. Và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.